ngay sau đây, bảo đảm trẻ hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, hát hay hơn tôi cũng có hát bao giờ đâu. Dành cho phát tay, nam ca sĩ Hà Thái Tú. Trời, bước ra sân khấu em nghe ồ lên tiếng vỗ tay đã quá, biết em mới được nghe tiếng vỗ tay tiếng hú lớn lớn luôn rồi. Dạ, em lần đầu tiên gửi lời chào thân thương đến đại gia đình Florida yêu dấu. Em rất là vui khi được hôm nay trong cái ngày lễ phục sinh được đứng đây được hát những ca khúc hầu vui vui trên cả quý vị. Mong cả nhà mình thật là vui vẻ, bình an, may mắn, hạnh phúc, lúc nào cũng bên cạnh người thân của mình nha cả nhà ơi. Bây giờ em hát nghe là em mong lắm rồi đó nha. Một ca khúc nằm trong album vô đầu tiên của Tú, và Tú hát đi hát lại mà tới bây giờ mà Tú điểm hát, xin gửi đến ca khúc được mang tên Biết Tìm Đâu dành tặng cho quý vị. Cảm ơn em nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.